Năng lượng là khởi nguồn của sự sống. Thế kỷ 21, thế giới hướng đến một nền kinh tế phát triển bền vững. Và an ninh năng lượng chính là tiền đề. Việt Nam, một trong những quốc gia phát triển nhanh, đã và đang có những hành động thiết thực nhằm đảm bảo an ninh năng lượng. Đó là đa dạng hóa nguồn năng lượng theo định hướng của chính phủ. Trong số đó, năng lượng mặt trời chiếm ưu thế vượt trội, nhờ tính bền vững, ổn định, an toàn cho môi trường. Xây dựng hệ sinh thái giá trị toàn diện, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững. Tận dụng tối đa nguồn quang năng dồi dào tại Việt Nam, chúng tôi không ngừng dân bản năng lượng mặt trời mái nhà. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực hợp tác phát triển hướng đến một tương lai xanh cho Việt Nam và thế giới.